sóng gỗ nhựa ngoài trời đây anh chị em nhà mình ơi. Cái này anh chị em nhà mình dùng mái hiên hoặc là ốp cho tường ngoài trời vô tư thoải mái nhé. Chống ẩm mốc, chống muối mọt, chống cong vênh, thành phần sẽ là 55% là bột gỗ tự nhiên kết hợp với cả hạt nhựa nữa để đùn ra những cái tấm như thế này. Mặt trước của nó sẽ là những cái vân được mài xước như thế này rồi. Mặt sau của nó đây anh chị em. Mặt sau của nó này không được mài, nhìn cái độ bóng của nhựa này. Nó được thiết kế sẵn hẻm khóa dương và hẻm khóa âm nên là khi mà mình thi công là giúp thi công nhanh chóng hơn, thuận tiện hơn. Chiều dài nhà Haroma đang có là cái hàng này sản xuất tại Việt Nam nên là đắt 3m cho các anh chị em thì mình đỡ bị hao hụt vật tư. Và ở chiều cao của sóng loại 1 sẽ là 2,8cm, 28mm. Đấy, chính xác đấy ạ. Còn chiều dài là 3m này. Đấy, chiều rộng là 21,9. Đây, 21,9 anh chị em nhé. Cần xỉ số lượng lớn giá tốt cứ nhắn cho Haroma để phục vụ anh chị em nha.